Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của X Mobile. Thời điểm hiện tại chúng ta đang ở là gần cuối năm 2020 rồi, những sản phẩm điện thoại tầm trung các thứ thì cũng đã ra mắt gần hết. Và hiện tại nổi bật trong những cái chiếc máy phân khúc tầm giá 6 triệu hơn 7 triệu thì mình thấy mọi người đang quan tâm rất nhiều đến sản phẩm Samsung Galaxy Note 9. Bởi vì đây là một sản phẩm mà mình cũng thấy rằng nó là một cái sự lựa chọn an toàn dành cho những ai cần một thiết bị vừa có thương hiệu vừa có trải nghiệm ổn trong khúc giá, và nó cũng sẽ hỗ trợ rất tốt cho công việc. Và cụ thể thì cái sản phẩm này hiện nay nó như thế nào thì bây giờ mình sẽ cùng các bạn đánh giá lại nó ở năm 2020 này nhá. Và nếu các bạn đang quan tâm đến những chiếc Samsung Galaxy Note 9 đến từ thị trường Hàn Quốc hay là thị trường Mỹ thì có thể tham khảo tại Intermobile thông qua đường link mình để phía bên dưới phần mô tả của video. Ngoài ra ở thời điểm này, nếu như các bạn mua tất cả những mẫu điện thoại tại XT, các bạn đều được tặng phiếu mua hàng trị giá 200.000 áp dụng mua cái sản phẩm sạc dự phòng. Quay trở lại với nội dung chính, đấy là chúng ta sẽ cùng nhau đánh giá lại cái sản phẩm Samsung Galaxy Note 9 ở thời điểm gần cuối năm 2020. Thì đây là một chiếc máy mà mình cảm thấy nó vẫn đủ ổn, đủ dùng, đủ tốt để cho bất kỳ ai cũng có thể lựa chọn. Bởi vì các bạn có thể thấy rằng là chúng ta vẫn có một thiết kế đủ đẹp, nó không bị kiểu là lỗi thời sau 1 cho tới 2 năm. Bởi vì thực chất cho tới thời điểm hiện tại thì cái chiếc Samsung Galaxy Note 20, ngoài cái điểm đấy là nó tối ưu thêm về cái phần viền trên viền dưới, thì nó vẫn mang một cái ngôn ngữ tổng thể rất giống với Samsung Galaxy Note 9, nên có thể nói chiếc máy này nó vẫn đẹp, vẫn bền bỉ theo thời gian. Thêm nữa thì với cái sản phẩm Samsung Galaxy Note 9, chúng ta vẫn sẽ có thiết kế với khung viền kim loại mặt kính trước sau, nó tạo nên một cái vẻ đẹp sang trọng và cũng như là nó không bị kiểu ọp ẹp giống như cái mặt lưng nhựa trên cái sản phẩm Samsung Galaxy Note 20. Thì đây cũng là cái điều mà mình muốn chia sẻ đến cho các bạn. Quay ra với mặt trước thì ở đây chúng ta sẽ có những gì mà nền kích thước ra sao, độ phân giải như thế nào thì các bạn cũng đã quá rõ rồi. Những cái thứ mà chúng ta có thể nhận thấy là cái sản phẩm này nó bị thụt lùi so với những cái sản phẩm ra mắt gần đây, đấy là ở cái tần số quét. Chiếc máy sẽ không có cho chúng ta là tần số quét 120Hz, hay là cũng sẽ không có viền trên viền dưới mỏng theo cái ngôn ngữ thiết kế của những chiếc máy mới ra mắt. Nhưng bù lại thì nó lại mang đến cho các bạn một chức năng hiển thị không thể nào mà chê được trong phân khúc tầm giá hơn 7 triệu. Màn hình 2K rồi màu sắc rất ngon, độ tương phản tốt và chúng ta có góc nhìn rộng. Cái độ sáng của nó thì cũng đã có rất nhiều những bài review từ trước rồi nên mình cũng không cần phải nhắc lại quá nhiều. Chủ yếu các bạn phải chấp nhận đó là đây là một sản phẩm đã ra mắt 2 năm. Những cái trend mới, những cái công nghệ mới, những cái thứ xịn sò tần số quét thì nó sẽ không có. Nhưng nếu như để nhìn vào mặt tích cực thì đây là một màn hình tốt nhất trong tầm giá để cho các bạn có thể sở hữu. Thêm nữa thì với Samsung Galaxy Note 9, các bạn cũng sẽ có những tính năng S Band, nó gọi là đủ dùng trong khúc giá. Có thể là nó sẽ không có những cái tính năng về quay mỏng để có thể zoom ở trong camera, hay là những cái tính năng cử chỉ thông minh ở ngay trên cái phần màn hình chính. Nhưng để nói về những cái tính năng để phục vụ công việc, ví dụ như các bạn trình chiếu, hay là các bạn có thể là ngồi từ xa điều khiển nhạc, hoặc là các bạn có thể dùng nó để qua bài ở trên những cái video YouTube, thì cây bút S Pen này nó vẫn có thể làm được những cái công năng như vậy. Như vậy nó đã là quá ngon ở trong cái khúc tầm giá cho mọi người có thể lựa chọn, thay vì việc là chúng ta phải lựa chọn những sản phẩm tầm trung đến từ thị trường Trung Quốc chỉ có màn hình Full HD IPS rồi một số những cái cấu hình lèo tèo. Thì với sản phẩm này các bạn rõ ràng có một cấu hình tốt, có một thương hiệu tốt hơn, và cũng như là cũng có một cái bút S Pen hỗ trợ cực kỳ tốt cho công việc. Đến với cấu hình của Galaxy Note 9 đi, Exynos 9810, một con chip cũng đã có hơn 2 năm tuổi đời và cũng có thể nói là nó gần 3 năm, bởi vì thực chất cái con chip này đã xuất hiện ở trên thế hệ Samsung Galaxy S9, S9 cộng. Nhưng cái sức mạnh của nó lại không bị suy giảm theo thời gian quá nhiều. Các bạn có thể nhìn ngay vào một số những cái xuồng video mà mình chơi game ở đây, những tựa game rất là phổ biến như là Liên Quân rồi là PUBG thì chiếc máy vẫn có thể cân tốt. Chủ yếu là do những tựa game này càng ngày càng nâng cấp hình ảnh đồ họa, yêu cầu con chip nó phải hoạt động nhiều hơn nên khiến cho chiếc máy nó nóng lên khá nhiều trong cái quá trình mà chúng ta sử dụng. Nên khi mà chơi game thì có lẽ các bạn cũng sẽ cần phải tìm thêm một số những phương pháp để chiếc máy có thể tản nhiệt. Ví dụ như là dùng thêm một số những cái quạt tản nhiệt kiểu xó lạnh chẳng hạn, thì chiếc máy nó sẽ ổn định hơn trong quá trình chơi game, nó sẽ bị ít drop game hơn. Thế nhưng chúng ta vẫn sẽ phải nhìn vào cái mặt đáp ứng về cái hiệu năng sử dụng hàng ngày, ví dụ như là sử dụng những cái tác vụ gọi điện, công việc, soạn văn bản rồi các thứ liên quan đến xem YouTube chẳng hạn, thì chiếc máy lại không hề nóng. Đây là một trong những cái đặc tính rất ngon đến từ những con chip Exynos, nên mọi người có thể yên tâm,
mua chiếc máy này về bây giờ làm việc hay là sử dụng hàng ngày là quá ngon, không có gì để đắn đo. Camera thì trước đấy như thế nào thì bây giờ nó vẫn như vậy. So sánh với những cái sản phẩm mới ra mắt gần đây thì nó yếu, nó hụt thật. Nhưng ở phân khúc tầm giá hơn 9 triệu thì camera này chê ở điểm gì? Duy nhất một điểm đấy là không có camera góc siêu rộng thế thôi. Bởi vì lúc đó thì vẫn chưa có trend về camera góc siêu rộng nên chúng ta cũng phải chấp nhận. Nếu muốn có góc siêu rộng thì mọi người mua thêm một cái lens đặt vào camera chính, khi đó chúng ta sử dụng chính cái camera chính để chụp góc rộng luôn. Quá ngon. Nói chung rằng là nó hơi cồng kềnh một tí nhưng sẽ phải chấp nhận trong một khúc giá một chiếc máy vừa có cấu hình ngon vừa thương hiệu tốt. Nói chung là như vậy mà thôi. Còn về thời lượng pin thì máy đã ra mắt hơn 2 năm rồi, lại là máy line new nữa nên về cái khoản pin cũng có máy nọ máy kia nên mình xin phép là không chia sẻ về cái khoảng thời gian sử dụng pin ở đây. Ví dụ như chiếc máy này của mình pin nó còn dung lượng cao thì có thể là sử dụng lên tới 1 ngày với khoảng tầm 5 tiếng on screen. Nhưng khi các bạn đi mua nhỡ may gặp phải một chiếc máy kiểu pin nó bị tụt khoảng 85-90% gì đó thì lúc đó các bạn lại quay lại video chửi thì nó lại không vui đúng không? Và tổng kết lại thì với Samsung Galaxy Note 9, theo như mình thấy thì nó sẽ không có một số những thứ liên quan đến viền màn hình mỏng, rồi là ba camera, rồi là có những thứ kiểu tính năng sâu xa bla bla. Nhưng nếu như nhìn lại về những thứ mà nó phục vụ cho những công việc hàng ngày của chúng ta thì hiệu năng nó vẫn ổn, camera nó vẫn ngon, rồi màn hình xuất sắc trong tầm giá. Còn các bạn thấy sao về Samsung Galaxy Note 9 thì xin một comment để lại ý kiến các bạn phía bên dưới phần luận của video. Và video này thì tất nhiên dừng lại tại đây. Các bạn nào quan tâm đến sản phẩm thì có thể tham khảo thông qua đường link mình để phía bên dưới phần mô tả của video. Bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video lần sau.